Đây là một ly mango Nada tại trước PT Shopee. Ở Mỹ cái ly nào nó cũng rất là to. Và cái ly này là một dạng là xoài, gọi là xoài mễ. Thì là nó có cái xốp me, rồi nó có xoài xay, rồi nó có xoài topping rất là nhiều luôn. Và đây nó có một cái cây xí muội nữa. Suka sẽ ăn thử để mọi người cùng xem nhé. Ở phía trên là nó có cái xoài. Đây, xoài cắt miếng như vậy rất là ngon luôn. Nó chua chua, nó mặn mặn, nó giòn giòn, mê ly luôn. Ngon lắm. Rồi còn cái này á là cây xí muội, thì là mình có thể mình uống cái sinh tố được luôn, nó có cái ống hút. Cái sinh tố thì nó ngọt nhưng mà nó có cái sốt ở ngoài nè, thì là nó chua chua mặn mặn. Bên cạnh đó đây, cái này á là cái cây xí muội. Ok, mình vừa ăn á, mình vừa uống, rồi mình vừa ăn xoài nữa, xoài tươi nữa. Ăn cái này là cái nắp dịch dịch luôn. Quá đã. Mọi người á, ai có dịp ghé Cali á thì hãy đến shop BT Shop đi nha. Địa chỉ là 9772 Garden Road, trong khu đó là QT Golden Market Play. Suka welcome tất cả ông bà cô chú anh chị các bạn ghé đến shop BT Shop đi nha. Tới đây thưởng thức bơ dầm và mango Nada. Ok, bye bye.